Kia chán quá anh em ơi, cái kiểu mưa phùn này bẩn thỉu, nói chung là mọi cái đều ảnh hưởng, mình rất rất là ghét. Tuy nhiên cái thời điểm này nó lại là nó giống như kiểu là một cái thời điểm vàng ấy, một cái điều kiện vàng để chúng ta có thể mặc sức xịt tất cả những cái mùi hương, bởi vì nó không quá lạnh, nó không quá nóng đấy, xong cái độ ẩm nó cao cho nên là nó giữ mùi hương rất là tốt. Thì nếu mà để nói về xịt nước hoa thì đây lại là một cái thời điểm rất là đẹp cho các anh em chúng ta tha hồ xịt những cái mùi hương mà chúng ta ưa thích đó. Còn về chuyện sinh hoạt hàng ngày thì đúng là nó rất là gọi là khốn nạn, nhưng mà xịt nước hoa thì lại rất là tốt. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến mấy các anh em trong cái điều kiện như này, và nếu như để mà lựa chọn cái mùi hoắc hương đó, cái mùi đất ẩm ẩm, thì bốn chai nước hoa nào tôi sẽ list ra cho các anh em. Thì ngay bây giờ tôi sẽ show cho các anh em, chia sẻ với các anh em bốn chai nước hoa hoắc hương mà mình rất là thích. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình mới chỉ có 3 chai thôi, còn một chai thì mình vẫn đang bị short. Thì hy vọng là trong năm nay hoặc là sớm nhất thì mình sẽ sở hữu được chai nước hoa này. Còn 3 chai nước hoa mình đã có rồi đó, và 4 chai này là cái chai gì. Ok, let's go. Và chai nước hoa đầu tiên mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm của một nhà nước hoa nội địa của Pháp, một cái phát hiện khoảng hơn một năm trước của mình, rất là thú vị, rất là thú vị. Mình đã nghiên cứu cái list nhà nước hoa này đã sản xuất và mình chỉ ưng nhất 2 chai, còn lại thì nó tùy gu của mỗi người. Còn đối với mình thì mình chỉ ưng nhất 2 chai, và hiện tại mình đều đã có 2 chai này rồi, và nó là Fragonard Patchouli. Để nói về nốt hương của chai nước hoa này thì nó vẫn là một cái combo gọi là tiêu chuẩn hoắc hương và hoa hồng. Tuy nhiên ở cái chai nước hoa này nó có hai cái mà mình muốn nói qua với các anh em. Đầu tiên là nó không, gần như là không để dành cho các anh em newbie. Không phải là bởi vì mùi hương nó thú dữ, không phải bởi vì mùi hương nó ồn ào, mà cái việc chơi nước hoa nó cũng giống như trong cái cuộc sống của chúng ta vậy. Khi mà chúng ta mới bắt đầu bước chân vào cuộc sống này, mọi cái chúng ta đều tràn đầy năng lượng đúng không? Chúng ta luôn luôn thích một những cái gì nó có thể là ồn và to và một cái gì đấy kiểu như vậy. Còn khi mà chúng ta đã trải qua rồi, chúng ta đã có những cái trải nghiệm đủ rồi, thì chúng ta lại thích những cái nó natural, nó thật kiểu như vậy. Thì trong cái việc chơi nước hoa cũng thế, mình thấy là thường những anh em newbie khi mới bắt đầu vào cái việc chơi nước hoa thì chúng ta luôn luôn thích những cái mùi hương nó phải ồn ào, nó phải đậm mùi, nó phải ngọt mùi. Còn những cái mùi hương giống như Fragonard Patchouli này thì nó thiên về những cái gọi là thuần khiết và tự nhiên đó, một cái mùi hương của hoắc hương và hoa hồng, và nó rất là nhẹ nhàng, không xô bồ, không phức tạp kiểu như thế. Thì mình cho rằng nó không hợp với các anh em newbie. Thì đấy là cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với các anh em, chai nước hoa này nó không hợp với các anh em newbie. Và cái thứ hai nữa thì mình đánh giá chai nước hoa này rất là cao. Nếu như để mà nói về một cái sự blend, luôn blend các nốt mùi trong chai nước hoa này, thì quả là không hổ danh một nhà nước hoa thuộc ở vùng thủ đô, thủ phủ nước hoa của thế giới, vùng Grasse, Fragonard. Họ làm rất là hay, rất là thú vị. Cho nên là mình nghĩ rằng nếu mà anh em nào mà muốn trải nghiệm đó thì cũng có thể thử chai nước hoa này, Fragonard Patchouli đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm của nhà Tom Ford, và nó có tên Noir de Noir. Một quả là một combo rất là gọi là một cái gì đấy sexy, một cái gì đấy nó gợi tình, một cái gì đấy nó rất là hoang dã. Mình không biết, nhưng mà thực sự là mỗi lần mình ngửi chai nước hoa này và mình cảm giác rằng nó một cái gì đấy nó, không biết anh em có hay xem những cái phim mà giống như kiểu khi mà chúng ta vào một cái club ấy, dưới ánh đèn màu hồng đó, những cô gái xinh đẹp gợi cảm sexy, và khói trong hình ảnh đấy, khói kiểu bốc bốc lên, mà cái tiếng kèn saxophone, và
nó có thêm cái mùi hương của Noir de Noir này, nó rất, nó giống như kiểu là nó là perfect kiểu như thế. Mình rất là thích cái trà nước, mùi trà nước hoa này. Và bởi vì là xịt trà nước hoa này phải có một sự tự tin rất lớn, hoặc là chúng ta sẽ phải kiểm soát mùi hương của nó, hoặc là nó sẽ nuốt chúng ta kiểu như thế. Đây là một trong những chai nước hoa mà nó đòi hỏi cái sự tự tin rất là lớn ở người xịt. Nó giống như kiểu là chai Black Orchid cũng của nhà Tom Ford này, thậm chí là có thể gọi là một số chai nào nữa nhỉ, tự nhiên lại quên mất rồi. Không, tự nhiên quên. Đấy, kiểu như Black Orchid đó, thì Noir de Noir này nó cũng kiểu như thế. Hoặc hương sô-cô-la rất là tuyệt vời. Mình rất là thích chai nước hoa này, mặc dù là mình không quá phù hợp, cái style của mình không quá phù hợp chai nước hoa này, nhưng mà dù sao thì lấy ra để ngửi thì cũng ok. Đó, chai nước hoa thứ hai, Tom Ford Noir de Noir. Chai nước hoa thứ ba thì mình chưa có cơ hội để sở hữu nó, đó là Diptyque Temple, một trong những chai nước hoa mà mình đánh giá rất là cao của nhà này, nước hoa này. Đó, có thật là tôi còn đánh giá nó cao hơn cả với Đồ Sơn Tam Đảo. Tôi không biết là các anh em thế nào, nhưng đối với mình, đối với tôi thì Đồ Sơn Tam Đảo nó lại quá là bình thường. Nó thật luôn là như thế. Nó không có phải là, thì nó tốt, nhưng mà bảo nó là ngon thì nó, tôi nói thật là nhiều chai cũng không hề kém, mà còn rẻ hơn. Đó, chứ mà đánh giá chai đấy thì đối với mình thì nó hơi gượng ép. Nó tốt, thực sự tôi cũng thừa nhận là Đồ Sơn và Tam Đảo nó tốt, nhưng còn bảo nó là độc đáo thì còn đầy chai ngon hơn. À, không ngon hơn thì không, rẻ hơn và chất lượng không hề thua kém thì là đầy, không thiếu. Trở lại với chai Diptyque Temple này, mình rất là phê, thực sự rất là phê. Sự kết hợp của phấn và hoắc hương cực kỳ là tuyệt vời. Nó đã biến cái mùi hoắc hương vốn dĩ là trong bốn loại gỗ, đó là đàn hương, hoắc hương, tuyết tùng và vetiver, thì hoắc hương nó luôn luôn là một cái nốt mùi không hề là dễ. Nó không dễ dãi như kiểu đàn hương hoặc là tuyết tùng. Đó, còn vetiver thì tôi không nói làm gì rồi. Nhưng với hoắc hương thì nói chung là nó khá là kém. Nhưng ở trong với Diptyque Temple, cái vị phấn mix cùng với cái vị hơi ẩm ẩm của hoắc hương, tuyệt vời. Thực sự là nếu mà anh em nào mà muốn bắt đầu với cái hoắc hương thì Temple là một trong những sự lựa chọn mà các anh em nên tham khảo. Còn có thể anh em nào biết chai khác thì comment ở đây. Nhưng đối với mình thì đến hiện tại bây giờ thì Temple rất là thú vị. Đấy. Còn anh em nào hiện nay đang muốn đẩy Temple thì inbox mình để giá đẹp cái. Đó, chai nước hoa thứ ba mình muốn chia sẻ đó là Diptyque Temple, một chai nước hoa hoắc hương rất là thú vị. Và chai nước hoa cuối cùng, đó là một sản phẩm đã bị ngừng sản xuất của nhà Thierry Mugler, và nó có tên là Creature Mint. Thực ra chai nước hoa này nó không phải là thuần về hoắc hương, mà nó là sự kết hợp của chocolate, sô-cô-la và bạc hà cộng với hoắc hương, tạo nên một cái combo mùi hương rất ít chai nước hoa nào có một cái tông mùi như chai nước hoa này. Mình chưa thấy, mà mình nghĩ là sẽ rất là khó, bởi vì nhà Mugler này cực kỳ mạnh trong cái việc xử lý nốt hoắc hương đi cùng với chocolate. Mà đây là tiêu biểu cái Fly Thierry Mugler Amen này của họ, làm quá là tuyệt. Đó, hoắc hương và sô-cô-la tuyệt vời luôn. Mình nếu mà để nói thì cũng có thể ở đây nhắc đến nhà Killian. Họ hay có cái kiểu rượu và sô-cô-la. Nhưng mà thực tế mà nói thì nếu mà anh em nào mà tiếp xúc nhiều mùi hương ấy, thì cái việc rượu và sô-cô-la nó dễ hơn so với việc chúng ta kết hợp một cái tông gỗ và sô-cô-la. Đó, đấy, mình thấy là như thế nhá. Nó sẽ khó hơn, cho nên mình đánh giá vẫn là cao hơn những sản phẩm cái line Amen này của nhà Mugler này hơn với một số sản phẩm của nhà Killian. Tất nhiên là mình, đây là mình, quan điểm của mình, và mình không coi thường sản phẩm của nhà Killian. Đó, anh em mình thấy tôi vẫn bình thường mà, tôi không có chê bai gì cả. Ok, thì đây là một chai nước hoa rất là thú vị. Tuy nhiên thì rất là tiếc nó đã bị ngừng sản xuất. Đó, rất đáng tiếc.
Nếu mà có dược, có điều kiện thì các anh em cũng nên tìm và sở hữu thì nó rất là ok. Đó, chăn hoa thứ tư, mặc lực cryptamine. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em bốn chăn hoa hoắc hương. Mình hiện tại bây giờ mình đang cảm thấy là rất là hài lòng. Còn một chai tempo thì mình sẽ cố gắng sở hữu trong thời gian tới đây. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video tiếp theo. Còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại mọi người.